Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Thật vui khi lại tiếp tục được lên sóng trong một video để chia sẻ với mọi người những thông tin và kiến thức mới nhất về khủng long. Như trong một bài đăng vừa rồi có nói thì khoảng 2 tuần vừa qua, Dendermen bận chuyển nhà nên không có nhiều thời gian để viết nội dung cũng như biên tập video, nên video dài gần nhất cũng đã lên cách đây hơn 2 tuần rồi. Thật sự thì mình cũng rất áy náy khi khiến mọi người phải chờ lâu như vậy, trong khi mỗi tuần mỗi ngày đều có thêm rất nhiều thông tin và kiến thức hay về khủng long cũng như các sinh vật cổ đến từ các nhà khoa học trên khắp thế giới. Vì vậy không thể nào để mọi người chờ lâu hơn nữa. Vậy chủ đề của video hôm nay là gì? Hiện tại đã là thời điểm nửa cuối tháng 7 năm 2023, tức là đã hơn nửa năm trôi qua và như mọi năm, những nghiên cứu về các loài khủng long mới đang ngày càng được công bố nhiều trên các tập sàn cổ sinh vật học. Để giúp mọi người có một cái nhìn toàn cảnh về tình hình nghiên cứu khủng long trên khắp thế giới, chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là tất tần tật những loài khủng long mới được công bố trong vòng 6 tháng đầu năm. Loài khủng long nào to nhất nửa đầu năm 2023? Loài khủng long nào nổi bật nhất? Hay loài khủng long nào kỳ lạ nhất? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Số 1. Chucarosaurus delipienda chính thức xuất hiện trên tập sàn Cretaceous Research. Vào đầu tháng 2 năm 2023, Chucarosaurus delipienda đã gây nên một cơn sốt nhẹ trong giới cổ sinh với kích thước khổng lồ của mình. Dựa trên hóa thạch tìm được có niên đại 90 triệu năm, các bộ phận như xương chi sau, xương chi trước, xương ngón chi trước và xương chậu. Các nhà khoa học ước tính rằng loài khủng long có xuất xứ từ vùng Patagonia này có thể dài đến 30 mét và nặng đến 36 tấn, nhỏ hơn một chút so với Patago Titan và Argentinosaurus. Giống như hai loài khủng long họ hàng, Chucarosaurus được xếp vào nhóm Titanosauria, tiếng Việt gọi là khủng long hộ pháp. Nghe tên thôi là đã thấy khủng khiếp rồi. Titanosauria là một trong những nhóm khủng long cổ dài ăn thực vật to lớn nhất, chúng tồn tại và phát triển mạnh mẽ vào cuối kỷ phân trắng trước khi sự kiện tuyệt chủng hàng loạt diễn ra 66 triệu năm trước. Trên thực tế thì trong quá trình khai quật, kích thước khổng lồ của hóa thạch Chucarosaurus gây ra nhiều khó khăn cho các nhà khoa học. Một trong những chiếc xương của Chucarosaurus quá dài và nặng đến nỗi khiến phương tiện chuyên chở mất cân bằng, hất văng nó xuống đường. Tuy nhiên do quá cứng và nặng thì chiếc xương này không những không xi nhê gì mà còn khiến mặt đường này nó rơi xuống vỡ nát. Đó cũng là một trong những nguyên do các nhà cổ sinh vật học đặt tên cho giống khủng long mới này là Chucarosaurus, lấy từ thuật ngữ Quechua. Chiếc Chucaro có nghĩa là cứng rắn và không thể khuất phục. Trong khi đó tên loài delipienda có nghĩa là làm nát vụn. Một số fan khủng long trên fanpage Mê Khủng Long thì gọi loài khủng long này một cái tên Việt hóa thân thương là Chucaro. Số 2. Platytholus clemency. Nếu như loài khủng long đầu tiên của năm 2023 là một gã khổng lồ, thì loài khủng long thứ hai lại là một động vật có thân hình tương đối nhỏ bé. Dù vậy, chúng sở hữu vòng đầu dày đặc trưng của những con khủng long thuộc nhóm Pachycephalosauria, hay còn gọi là hậu đầu long. Đó chính là Platytholus clemency. Tên chi của nó mà ấy nghĩa là vòm phẳng rộng, ám chỉ hình dạng hộp sọ của con khủng long này dựa trên mảnh hộp sọ được tìm thấy. Còn tên loài dùng để vinh danh nhà cổ sinh vật học quá cố William Alvin Clemens Jr. Kích thước của Platytholus chỉ tương đương một con chó ngày nay mà thôi. Mặc dù nhỏ bé nhưng trên hóa thạch của Platytholus clemency, các nhà khoa học đã có một phát hiện tương đối quan trọng khi nhận thấy vòng đầu của con khủng long này có những mạch máu mọc theo chiều vuông góc với bề mặt của hộp sọ, chứng tỏ chúng được sử dụng để nuôi dưỡng những cấu trúc mọc thẳng đứng, có thể là các sợi cứng có cấu tạo từ keratin. Vì thế một số hình ảnh phục dựng của Platytholus clemency thể hiện loài khủng long này với cái đầu có chỏm được tạo thành những sợi cứng như vậy, trông khá lạ mắt thay vì tròn trịa và chọc lóc như những hình dung thông thường của chúng ta về nhóm hậu đầu long. Platytholus clemency có niên đại 72,1 đến 66 triệu năm và chúng sống ở nơi ngày nay là bang Montana, Mỹ. Số 3. Protalitis cinturensis. Phải khoảng 3 tháng sau khi công bố Chucarosaurus thì chúng ta mới được diện kiến loài khủng long ăn thịt đầu tiên của năm 2023, đó là Protalitis cinturensis, vốn thuộc nhóm đại long xương gai của Spinosaurus, nhưng dựa trên hóa thạch gồm 5 đốt sống đuôi, một mảnh xương hàm và răng có niên đại 129,4 đến 125 triệu năm, được tìm thấy tại tầng Axillas de Morella ở Castellón, Tây Ban Nha. Các nhà cổ sinh vật học cho rằng Protalitis cinturensis là một loài đại long xương gai gốc có quan hệ gần với Baryonyx and Spinosaurus. Sự hiện diện của loài khủng long này cùng với một số loài đại long xương gai khác cùng thời như Vallibona venatrix scani là một sự khẳng định rằng châu Âu trong thời đại khủng long đã có một thời gian dài là thiên đường của họ đại long xương gai. Danh pháp của loài khủng long này cũng có ý nghĩa đặc biệt, trong đó tên chi Protalitis có nghĩa là nhà vô địch trong tiếng Hy Lạp, dùng để vinh danh chức vô địch Europa League của câu lạc bộ Villarreal vào mùa bóng 2020-2021. Còn tên loài Cinturensis xuất phát từ thị trấn Cinturens, nơi hóa thạch của Protalitis được tìm thấy. Số 4. Yanni Smithi. Trong thời đại hoàng kim kéo dài 180 triệu năm của chúng thì khủng long có thể đã từng là chứng nhân của những thay đổi lớn trên trái đất về khí hậu cũng như môi trường. Yanni Smithi, loài khủng long có niên đại 99 triệu năm trước, có thể là một cái tên như vậy, được đặt tên theo vị thần hai mặt là Mã Janus, thần của sự thay đổi.
Yanni Smith thì sống ở thế phân trắng giữa, thời kỳ của những thay đổi lớn, chẳng hạn như nồng độ carbon dioxide khí quyển gia tăng trong giai đoạn này, khiến trái đất nóng lên, mực nước biển dâng cao, bão bùa khủng long cho những vùng đất ngày một bị thu hẹp dần. Trái đất nóng đến nỗi những khu rừng mưa sinh sôi này nở ở hai cực, thực vật có hoa chiếm lĩnh các vùng đất duyên hải và thay thế nguồn thức ăn thông thường của các loài khủng long ăn thực vật. Ở Bắc Mỹ, những con sauropod khổng lồ dần biến mất, cùng chung số phận là các loài săn mồi thuộc siêu họ Allosauridae. Cùng thời điểm đó thì các loài khủng long ăn thực vật nhỏ hơn như khủng long mỏ vịt hay khủng long có sừng cùng các loài theropod có lông vũ như bạo long và Oviraptorosaur bắt đầu xâm nhập từ châu Á. Trong bối cảnh đó, Yanni có thể là thành viên còn tồn tại cuối cùng của một dòng dõi khủng long từng sinh sôi nảy nở mạnh mẽ tại Bắc Mỹ nhưng cuối cùng đã bị thay thế bởi khủng long mỏ vịt. Yanni Smith đã sống qua quá trình chuyển đổi đó, vì thế con khủng long này thực sự tượng trưng cho một hành tinh đang thay đổi. Số 5, Micmanakian Lion. Đây là một loài khủng long có niên đại khoảng 121 triệu năm trước, được phát hiện từ các hóa thạch tại Nội Mông, Trung Quốc. Chúng thuộc nhánh khủng long Maniraptora, có quan hệ tương đối gần với các loài chim hiện đại ngày nay. Micmanakian Lion được viết đến qua một bộ xương không hoàn chỉnh, trong đó có một phần chi trước bên trái với bàn tay nguyên vẹn, ngoài ra còn có các mảnh sườn sườn. Các hóa thạch cho thấy một hình thái chi trước kỳ lạ khác với tất cả những loài khủng long theropod từng được biết, củng cố việc dựng lên một loài mới, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến cái tên Micmanakian, có nghĩa là móng vuốt hỗn hợp. Phân tích phát sinh loài của nhóm cho thấy họ hàng gần nhất của Micmanakian Lion có thể là loài khủng long bí ẩn Fukui Venator Paradoxus ở Nhật Bản. Loài khủng long này là một thành viên của một quần thể động vật từng tồn tại cùng những loài khủng long khác như Đào Long Wangi, các giống chim cổ đại như Begonis, Hyanonis cùng các loài bò sát hoặc lưỡng cư cổ đại. Số 6, Vectipelta Parati. Ngày nay, Vương quốc Anh là một hòn đảo sương mù có vẻ buồn tẻ nhưng vào thời đại khủng long, nơi đây là một vùng đất sinh động với nhiều loài khủng long đa dạng. Một trong những địa điểm nóng về cổ sinh vật học tại Anh là đảo White. Và hồi tháng 6 vừa rồi, các nhà cổ sinh vật học đã công bố loài giáp long thứ hai được phát hiện trên hòn đảo này, đó là Vectipelta Boretti, có niên đại lên đến 140 triệu năm. So với loài giáp long đầu tiên được phát hiện trên đảo là Polacanthus fossi, được xác định từ năm 1865, chúng khác nhau về cấu trúc xương chậu cũng như hình dạng của gai trên thân giáp. Không chỉ vậy, các nhà cổ sinh vật học còn cho rằng Vectipelta Boretti có quan hệ gần với một số loài giáp long Trung Quốc, cho thấy khủng long có thể đã di chuyển tự do từ châu Á sang châu Âu với thế phân trắng sớm khoảng 145 triệu năm trước. Cũng trên hòn đảo này thì các nhà cổ sinh vật học Anh cũng công bố phát hiện hóa thạch một loài đại long xương gai mới, hiện vẫn chưa được đặt tên pháp chính thức mà chỉ tạm gọi là đại long xương gai đảo White. Số 7, Concokenanoi. Không lâu sau sự xuất hiện của Vectipelta Boretti tại Anh thì đất nước Nam Mỹ Chile cũng đã công bố loài khủng long thứ 5 từng được phát hiện tại nước này, đó là Concokenanoi, một loài khủng long thuộc nhóm Hadrosauridae, bao gồm các loài khủng long mỏ vịt cũng như các họ hàng gần với chúng. Đây là một loài khủng long Hadrosauridae có kích thước trung bình với chiều dài lên đến 4 mét và cân nặng khoảng 1 tấn. Chúng từng sống cách đây 72 triệu năm tại vùng đất ngày nay là vùng Patagonia thuộc Chile. Theo Alexander Vargas, giám đốc mạng lưới cổ sinh vật học tại Đại học Chile và là một trong các tác giả của nghiên cứu, Concokenanoi là những con khủng long có thân hình gọn gàng, có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tư thế hai chân và bốn chân để với tới thực vật trên cao cũng như dưới đất. Chúng là sự hiện diện xa nhất về phương Nam của các loài khủng long Hadrosauridae và sự xuất hiện của chúng đặt ra nhiều câu hỏi với các nhà cổ sinh vật học về việc chúng đã đến đây như thế nào. Cái tên Concokenanoi đến từ thổ ngữ của người tên Hoche, những cư dân bản địa trong khu vực, với ý nghĩa là giống bịt hoang hoặc thiên nga. Tên loài Nanoi dùng để vinh danh Mario Nano Ulloa, người quản lý trang trại đã hỗ trợ đội ngũ khai quật hóa thạch về mặt hậu cần. Số 8, Canvarius rapidus. Được biết đến từ một hóa thạch khúc xương bàn chân duy nhất có niên đại 67,6 đến 66 triệu năm trước, Canvarius rapidus có nghĩa là một trong những loài khủng long cuối cùng còn tồn tại trên trái đất vào thời điểm thảm họa tuyệt chủng hàng loạt xảy ra khi tiểu hành tinh Chicxulub lao vào hành tinh của chúng ta với tốc độ 30 km mỗi giây. Phân tích phát sinh loài của các nhà nghiên cứu cho thấy, Canvarius rapidus là một loài khủng long thuộc nhánh Iguanodontia. Điểm đặc biệt của Canvarius rapidus là mặc dù chúng có kích thước tương đối nhỏ so với các loài họ hàng, nhưng xương bàn chân của nó dài hơn đáng kể về mặt tỷ lệ so với cơ thể. Do đó, các nhà khoa học cho rằng loài khủng long này thích nghi với việc chạy nhanh để trốn tránh kẻ săn mồi. Tên chi Canvarius vừa là sự đề cập đến địa danh đồi Canvari, nơi tìm thấy hóa thạch, vừa có nghĩa là chịu đựng đau khổ trong tiếng Catalan, ám chỉ niên đại rất gần với sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận của Canvarius. Tên loài Rapidus có nghĩa là nhanh, nhằm gợi ý về khả năng chạy nhanh của con khủng long này. Vừa rồi là 8 loài khủng long mới được phát hiện trong vòng 6 tháng đầu năm 2023. Trong thời gian mình làm video này đã có thêm những loài khủng long mới được phát hiện và chúng ta sẽ dành thời gian để đề cập chúng trong những video sau. Đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi những video mới của Mê Khủng Long TV các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.